Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước quả dự lưu, cho đây là quả dự lưu, quả dự lưu này thuộc kia, cũng chẳng chấp trước quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, cho đây là quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước quả vị độc giác, cho đây là quả vị độc giác này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước tất cả hạnh Đại Bồ Tát, cho đây là tất cả hạnh Đại Bồ Tát, tất cả hạnh Đại Bồ Tát này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, chẳng chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cho đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật này thuộc kia. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát bát nhã ba la mật đa, cũng có thể dẫn phát tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể an trụ pháp không nội, cũng có thể an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể an trụ chơn như, cũng có thể an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể an trụ thánh đế khổ, cũng có thể an trụ thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát bốn tịnh lự, cũng có thể dẫn phát bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát tám giải thoát, cũng có thể dẫn phát tám thắng xứ, chín định thứ đạn, 10 biến xứ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy, đối với tất cả pháp như thế, vì không chấp trước nên có thể dẫn phát bốn niệm trụ, cũng có thể dẫn phát bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo,